sữa. Không, em không uống đâu mà, em không uống đâu mà, em không uống đâu mà. Một hơi cái đã rồi nói chuyện tiếp nha. Nó ngon gì đâu ngon. Hai các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Các bạn có thấy hành động vừa rồi của mình là gì không? Đó chính là uống trà sữa. Các bạn nhân viên văn phòng nè, các cô gái trẻ nè, các em phụ nữ thì đều mê, đều thích cái món gọi là trà sữa này. Mình cũng vậy. Nó ngon, nó ngọt gì đâu á. Uống cho nhiều đi ha. Đường không đó, dưỡng chất không đó. Ăn nhiều đường này, ăn nhiều tinh bột này thì cơ thể chúng ta rất là nhanh tăng cân. Cho nên một lời khuyên dành cho các bạn chị em văn phòng là hãy ngừng ngay cái ly trà sữa này đi. Trước kia vào những năm 2016-2017, khi mình còn đi làm nhân viên văn phòng cho các công ty, thì lúc này mình thường có một cái trào lưu là chúng ta sẽ thường cùng nhau đặt trà sữa về uống, đúng không ạ? Cứ mỗi người một ly, mỗi người một ly. Thì các bạn cứ thử nghĩ mà xem, một tuần uống chừng 2 ly thôi thì biết bao nhiêu lượng đường nó nằm trong cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là các chị em bạn gái, cứ khoảng chừng vài tuần là chết ơi, tăng cân rồi, vấy mặt hết nổi rồi, vấy mặt chật rồi. Mà uống trà sữa thì vừa làm cho chúng ta tăng cân này, vừa tốn tiền này, và lâu lâu là còn phải thay đổi trang phục nữa. Và người yêu thì còn cảm thấy nè, em ơi, sao lúc này em béo quá vậy. Đó chính là những tác hại của một ly trà sữa gây ra. Cho nên ngừng ngay việc uống trà sữa đi, thay vào đó hãy uống nước lọc. Trong nước lọc có rất là nhiều dưỡng chất. Nếu như nước lọc có độ pH lớn hơn 7 chấm, từ 7.5, 8 chấm tới 9.5 thì rất là tốt cho cơ thể của con người. Đặc biệt là các em phụ nữ nè, những người làm nhân phòng, những lãnh đạo hằng ngày phải hoạt động rất nhiều, tiêu hao năng lượng rất nhiều. Thay vào đó, việc chúng ta uống trà sữa vừa giúp chúng ta bị béo nè, vừa giúp chúng ta tăng cân nè, vừa giúp chúng ta tốn tiền nè, thì thay vào đó hãy uống nước lọc. Chúng ta có thể dùng bình để đem theo nước lọc đun sôi, hoặc là ở trong công ty chúng ta uống nước lọc thường xuyên, cứ 15 phút uống một ngụm, uống trước khi khác để giúp cho chúng ta, thứ nhất là có thể đảm bảo được lượng nước trong cơ thể, cái thứ hai nữa 70% cơ thể chúng ta là nước. Thì chính vì vậy cái việc bổ sung nguồn nước cho cơ thể của mình cực kỳ quan trọng. Cái việc uống nước sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác là no lâu nè, tạo cái cảm giác là no giả để giúp cho chúng ta có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn, hoặc là đặc biệt tốt cho các chị em nào đang trong cái tình trạng giảm cân. Nếu như mà cứ phải thường xuyên uống trà sữa thì ngay lúc này đây, cái cân này không còn là những cân nặng lý tưởng nữa đâu. Phút chốc nó sẽ biến từ 55, 60, 65, 70, 75 kg là chuyện bình thường. Nhớ nhé, cái cân này nè, nếu như các bạn là những người đam mê uống trà sữa, thường xuyên uống trà sữa, nghiện trà sữa, cuồng trà sữa, không tin những lời mình nói, thì hãy sắm cho mình một cái cân để một tuần uống 2 ly thôi. Trong vòng 4 tuần quay lại cân đi, sẽ biết được các bạn đã tăng ký như thế nào. Sau đó, nước lọc sẽ là cái vị cứu tinh của các bạn. Nhớ nhé các bạn nữ văn phòng này, nội trợ này, học sinh này, những ai đam mê trà sữa toàn là lợi ích thôi, thì hãy bỏ qua và sử dụng nước lọc nhé. Video đến đây là hết rồi. Không có gì qua Mỹ, cũng không có gì cảm thấy là phiêu lưu, hoặc không có gì lớn lao cả, chỉ bằng việc là không phải tốn tiền uống trà sữa nữa, thay bằng nước lọc thật dồi dào. Nước này ở đâu cũng có, giúp cho các bạn khỏe về cơ thể, tiết kiệm được tài chính, có tiền rồi mua quần áo đẹp mà mặc thôi, chứ có gì đâu. Vậy nhé, xin chào các bạn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Quyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.